Thì các cô giáo nhất thế này cũng đã đến đây để ủng hộ trong show của Hoàng Yến ngày hôm nay. Vâng ạ, và rất là Hoàng Yến thì cũng đang tham gia cuộc thi cộng đồng nào, vậy mà cũng phải tranh thủ thời gian để có thể ra ngoài này để cùng có mặt ở đây để cùng giao lưu với tất cả quý vị. Vâng, và không để quý vị chờ lâu nữa thì các khúc đầu tiên Hoàng Yến xin gửi tặng tới sẽ là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Xuân Phương và bài hát rất quen thuộc được mang tên Anh ạ, xin quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
đầu tiên về ca khúc Anh.